Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 6 vừa qua, sau 9 năm đàm phán, Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là EU, đã ký Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư mở ra nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp trong nước. Phản ánh tại một số doanh nghiệp may, đây là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nhiều doanh nghiệp trong tỉnh vào thị trường châu Âu và là một trong những nhóm hàng được đánh giá hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định này. Dù các sản phẩm may của công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Sơn Hưng Yên trên địa bàn xã Tiện Phiến huyện Tiên Lữ 100% xuất khẩu vào thị trường Mỹ, nhưng khi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU vừa được ký kết sẽ mở ra thị trường mới cho doanh nghiệp. Bởi hiện nay hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào châu Âu đang chịu mức thuế xuất cao từ 8 đến 12%. Mức thuế này sẽ giảm dần qua từng năm và về 0% sau 7 năm nữa theo điều khoản của hiệp định. Từ quy mô 1.000 lao động, hiện doanh nghiệp đang xây dựng thêm 3 nhà máy tại các tỉnh Hà Nam, Yên Bái và Quảng Bình với quy mô khoảng 10.000 lao động, trong đó có tính đến thị trường châu Âu. Rõ ràng đối với doanh nghiệp dệt may chúng tôi thì đây là một cái cơ hội rất là lớn và chúng tôi cũng mong mỏi, các doanh nghiệp dệt may đều rất mong mỏi tiếp nhận những cái cơ hội như thế này. Để chuẩn bị cho một cái cơ hội tiếp cận thị trường châu Âu thì về phía doanh nghiệp chúng tôi cũng đã tìm hiểu và đang từng bước tìm hiểu thêm về cái nhu cầu cũng như đặc biệt là cái yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe đối với thị trường châu Âu. Bởi vì rõ ràng là trước đây chúng ta làm hàng Mỹ và rất là nhiều và bây giờ chúng ta phải tiếp cận một cái đối tượng khách hàng rất là lớn đối với 28 nước châu Âu. Thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị về tìm hiểu về những cái quy chuẩn, tiêu chuẩn khi xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Và sớm nhất thì chúng tôi cũng sẽ tiếp cận đến khách hàng châu Âu và đáp ứng được các cái tiêu chuẩn. Hơn một năm qua, công ty cổ phần may Hưng Long 2 trên địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đã chủ động tiếp cận để xuất khẩu hàng vào châu Âu thay vì phụ thuộc vào hai thị trường Mỹ và Nhật Bản. 6 tháng đầu năm 2019, lượng hàng xuất vào châu Âu chiếm 30% tổng lượng hàng sản xuất, đem lại doanh thu gần 1,5 triệu đô la Mỹ. Theo đánh giá của doanh nghiệp, đơn hàng của châu Âu có đặc thù, giá gia công cao nhưng số lượng vừa phải, chi tiết may cầu kỳ, thay đổi mẫu mã thường xuyên, đòi hỏi các doanh nghiệp may trong nước phải chuẩn bị kỹ về công nghệ, máy móc sản xuất để đáp ứng theo từng đơn hàng. Với những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì phải lên chọn, chúng tôi chọn những cái và vào những cái thị trường có một cái sản lượng hàng hóa nó vừa phải, thời gian thanh toán sớm, thế và đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường đó. Thế thì sau thời gian mà nhà nước Việt Nam có những cái chuẩn bị cái hiệp định với cái thị trường châu Âu thì chúng tôi cũng thông qua cái hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng tôi nghiên cứu thấy nó hợp lý. Vì sao? Đơn hàng của châu Âu thì số lượng nó nhỏ, vừa và nhỏ. Thế thời gian sản xuất của đơn hàng châu Âu thì cũng không gấp rút như đơn hàng châu Á. Nhưng ngược lại, giá thành gia công thì lại cao hơn một chút. Vậy nên là chúng tôi thấy rằng đơn hàng đó phù hợp với những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ và đặc biệt là với doanh nghiệp của tôi. Với 99% dòng thuế hàng Việt Nam sang EU sẽ xóa bỏ, đây là thời cơ để các doanh nghiệp trong nước tiếp cận đưa hàng hóa vào thị trường EU. Ngược lại, người tiêu dùng trong nước cũng sớm tiếp cận hàng hóa, lan sóng đầu tư từ các nước EU sang. Và điều quan trọng nhất qua đây sẽ giúp cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đàm phán các đơn hàng.